thưa quý vị minh hải miền đông hôm nay đọc gửi đến quý vị một câu chuyện liên quan tới mẹ chồng nàng dâu và câu chuyện này do người con dâu đã chia sẻ lại đầy cay đắng và ngang trái đối với mình và giờ đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết như thế nào về câu chuyện mà người phụ nữ đã chia sẻ lại xin kính mời quý vị lắng nghe tôi định cắt nó vào chiếc hộp để những di vật của chồng nhưng nghĩ thế nào lại lấy sạc cắm biết đâu nó vẫn còn hoạt động được thì sao chồng tôi mất hai năm nay do một tai nạn đáng tiếc chuyện buồn ấy cũng đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại nhiều nữa cũng may trước đó tôi có đi làm độc lập kinh tế thiếu đi chồng thì tôi vẫn đủ sức để lo cho hai con dù cực nhọc vất vả nhưng thấy các con khỏe mạnh và lớn khôn từng ngày tôi thấy cũng xứng đáng vợ chồng tôi trước đó vốn thuê nhà làm việc trên thành phố bố mẹ hai bên đều ở quê sau khi chồng mất vì quá bận rộn công việc cùng với hai đứa con nhỏ nên tôi cũng không có nhiều thời gian về thăm mẹ chồng bà cũng không mấy đói hoài gì đến con dâu và hai đứa cháu gái nhiều lúc tôi nghĩ buồn lắm, nhưng làm sao có thể bắt ép được người khác quan tâm đến mình. Hôm vừa rồi, có được một ngày nghỉ khi các con đang chơi cùng nhau thì tôi dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa. Lúc dọn ngăn kéo bàn làm việc trước đây của chồng, không hiểu sao tôi lại tìm thấy một chiếc điện thoại cũ. Trước đây anh dùng song song hai điện thoại. Đây là chiếc phụ, nó nằm ở góc trong cùng ngăn kéo. Có lẽ những lần dọn dẹp trước tôi đã không để ý Tất nhiên là điện thoại đã hết pin từ bao giờ Tôi định cất nó vào chiếc hộp để những di vật của chồng Nhưng nghĩ thế nào lại lấy sạc cắm Biết đâu nó vẫn còn hoạt động được thì sao Chẳng ngờ điện thoại thật sự khởi động thành công Hai năm không dùng đến nhưng nó vẫn chưa bị hỏng Tôi mở lên xem Trong điện thoại cũng không có gì nhiều vì đây không phải chiếc điện thoại chính của anh Cho đến khi tôi nhìn thấy một tin nhắn Người nhận là mẹ chồng Đọc nội dung mà tôi bẩn thần sững sờ Con không nhớ cụ thể Nhưng số tiền con gửi mẹ cũng đã đến 2 tỷ rồi nhỉ Mẹ gửi hết cho ngân hàng hay có cho ai vay mượn Hoặc sử dụng làm gì không Nếu có thì thu hồi về cho con nhé Con đang định mua một mảnh đất lúc ấy vẫn sẽ để bố mẹ đứng tên. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ chồng tôi trả lời. Nhưng rõ ràng anh đã không thực hiện được kế hoạch ấy vì tai nạn bất ngờ xảy ra. Và số tiền 2 tỷ đồng chồng tôi gửi cho mẹ, bà vẫn giữ cho tới bây giờ. Tôi đau xót khi biết trong suốt những năm tháng chung sống thì chồng luôn giấu giếm gửi tiền về cho mẹ, không công khai tài chính với vợ. Anh nói dối về mức lương mỗi tháng chỉ đưa cho tôi khoảng 40% chi phí sinh hoạt và nuôi con Còn lại mặc kệ tôi tự xoay sở và lo liệu Sau khi anh mất, mẹ chồng không hề lộ chút gì về số tiền 2 tỷ đồng kia Bà cũng không giúp đỡ con dâu và cháu nội đồng nào Nếu không đọc được tin nhắn cuối cùng kia của chồng Thì tôi cũng chẳng dám tách móc gì Thời gian oán hận khóc lóc thì thả rằng dành công sức chăm sóc con cho tốt. Có lẽ tôi không sinh được con trai nên mẹ chồng mới không quan tâm. Nhưng bây giờ biết được sự thật bà nghiễm nhiên cầm 2 tỷ của con trai mà không nói một lời với tôi. Thật sự bà quá đáng lắm. Chưa nói những năm chung sống anh không đóng góp được nhiều cho gia đình. Mà bản thân anh cũng cần phải có trách nhiệm với các con Cứ coi như đó là tài sản chồng để lại theo quy định của pháp luật Thì tôi và hai con cũng có phần Bố mẹ chồng chỉ được một phần trong số ấy mà thôi Bây giờ tôi có nên lật bài ngửa với nhà chồng Để đòi quyền lại cho hai con không Hay thôi Cứ coi như đó là số tiền chồng phục dưỡng bố mẹ anh ấy Còn tôi từ giờ đến hết đời Cũng không cần phải nặng lòng quan tâm đến nhà họ nữa Vâng Xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Vợ mắc ung thư giai đoạn cuối. Tôi hỏi về số tiền tiết kiệm suốt 12 năm qua và sốc nặng khi nghe câu trả lời của cô ấy. Tháng trước, vợ tôi bị ho rất nhiều nên đã đi khám bệnh và cả nhà tôi đều sốc khi biết cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Vợ tôi đã khóc rất nhiều và tôi nghỉ việc một tuần để chăm sóc cô ấy. Dù biết không còn sống được bao lâu nữa, nhưng vợ tôi vẫn đi vài bệnh viện để chữa trị và tôi đáp ứng tất cả nguyện vọng của cô ấy. Ba ngày trước, thấy sức khỏe của vợ rất yếu, tôi nằm bên cạnh và thủ thì hỏi cô ấy về khoản tiền tiết kiệm trong 12 năm nay còn lại bao nhiêu. Vợ không trả lời mà ho sặc sụa, sau đó kêu rất đau và uống viên thuốc ngủ rồi nhắm mắt ngủ. Không hỏi vợ được gì. Tôi lục tung nhà để tìm xem vợ có cất tiền ở đâu nhưng không thể tìm thấy. Tôi buộc phải hỏi vợ lần thứ hai. Đến lúc này, cô ấy mới chịu nói là có hơn 100 triệu đang cất trong tủ. Tiền đó để dành mai táng khi cô ấy mất, còn số tiền tôi đưa cho hàng tháng đều chi tiêu vào sinh hoạt gia đình. Tôi rất sốc và không tin những gì vợ nói. Lương của tôi mỗi tháng 40 triệu làm được bao nhiêu tôi đều đưa cho vợ hết Còn bản thân chỉ giữ lại 2 triệu để tiêu vặt Trước khi cưới tôi đã mua đất nhà Vợ lương tháng 12 triệu Có hai đứa nhỏ thôi Chi tiêu gì nhiều đến thế Mà vợ bảo mỗi tháng gần hết 50 triệu Cô ấy giận dội nói Anh có cầm tiền đâu mà biết Mỗi ngày chi tiêu đủ mọi thứ Cái gì cũng đắt đỏ Mấy tuần nay công việc của tôi làm cầm chừng, lương chẳng được là bao. Bây giờ tôi 45 tuổi rồi, hơn nửa đời người mà chẳng có đồng tiền nào trong tay. Hai con còn nhỏ, sau này tôi biết lấy gì mà nuôi bọn chúng đây? Tính vợ tôi rất tiết kiệm, không chi tiêu hoang phí, sao có thể xài hết số tiền lương tôi đưa cho mỗi tháng được? Tôi nghi ngờ vợ đã chuyển tiền cho ai đó giữ tôi phải nói thế nào để vợ chịu nói tài sản thật mà chúng tôi đang có đây vâng thưa quý vị và các bạn hai câu chuyện hai tính cách khác nhau và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe bình luận cũng như là chia sẻ về hai câu chuyện này thưa quý vị trong thời gian qua tôi luôn cập nhật những câu chuyện ngắn hay kịp thời để gửi tới phục vụ quý vị và được mọi người đón nhận rất là nhiều tôi chân thành cảm ơn tôi cố gắng cập nhật những câu chuyện hay hơn nữa và đến đây tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị những video tiếp theo xin chào tạm biệt